Xin chào em. Ở trong tiết học ngày hôm nay thì cô sẽ tiếp tục cái phần part 1 mô tả tranh. Và ở trong cái tiết học trước thì chúng ta đã được học 8 cái chủ đề đúng không? Liên quan đến các cái phần tranh của phần part 1 này. Thì các em biết là với phần tranh part 1 thì chúng ta có thể gặp các chủ đề khác nhau. Và điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể nghe được đó là các em phải chuẩn bị từ mới cũng như là làm quen với các chủ đề đó. Thì trong tiết học ngày hôm nay thì cô sẽ tiếp tục giới thiệu với chúng ta các chủ đề từ 9 đến 12. Và với các chủ đề này thì cũng với tương tự cái format giống như các bài trước, đó là chúng ta cũng sẽ có phần đầu tiên, đó là phần học từ mới. Thì cô sẽ bắt đầu ngay với cái chủ đề đầu tiên, chủ đề số 9 của chúng ta. Ở trong tiết học này thì chúng ta sẽ học cái tranh nó liên quan đến các cái cảng, cảng, port. Cái cảng này thì ví dụ như là kiểu cảng Hải Phòng ấy, thì mình có từ Hải Phòng port, đúng chưa? Cảng liên quan đến nước, sông, hồ, ao, suối, đúng chưa? Port. Ví dụ như kiểu là chúng ta có từ airport. Air là không không khí, và port là cảng thì mình có airport là sân bay. Ok chưa? Thế mình có từ port này, cảng này. Các em có thể dùng từ water. Từ water để chỉ chung cho tất cả các cái kiểu sông, hồ, ao, suối rồi đại dương, biển các thứ vân vân. Bởi vì một cái bức tranh ấy, nhiều khi họ không mô tả hết được là cái tranh đấy nó là biển hay nó là sông hay là hồ, các em hiểu không? Vì cái góc quay, cái góc chụp ảnh nhiều khi nó gần, thế mình nhìn mình không biết là nó là hồ hay là sông hay nó là biển, nhiều khi nhỡ đâu ấy, đúng không ạ? Thành thử ra là người ta dùng cái từ water luôn là nước, nước là chuẩn, đúng chưa? Ví dụ water có thể thay cho sea hay là ocean, biển hay là đại dương, hay là hồ, hay là sông, hay là một số những cái hồ nhỏ mình dùng được pond như ở ao ấy, đúng chưa? Vân vân. Thì mình có thể dùng chung cái từ là từ water. Thuyền thì mình có từ boat, boat hoặc là yacht. Thì cái từ boat của mình là thuyền, thuyền thuyền mà dùng mái chèo, dùng mái chèo, đúng chưa? Mái chèo thì dùng từ paddle, paddle, đúng chưa? Thế còn yacht, yacht là những cái thuyền mà có bánh lái, mà có bánh lái và dùng để đi ra kiểu biển đại dương, thì người ta thường hay dùng yacht hơn là dùng boat, đúng chưa? Cái từ boat của mình thì có từ paddle là chèo này. Chúng ta có thể dùng từ thông dụng hơn, đó là từ row. Row a boat. Cụm này rất là hay thi TOEIC, rất hay có cái tranh là chèo thuyền. Thấy chưa? Đấy, chèo thuyền. They are rowing a boat. Họ đang chèo một cái thuyền. Cái từ row này của chúng ta là một từ có nhiều nghĩa. Cô muốn nói sơ thêm cho các em về cái từ row này nhé. Từ row của chúng ta, đầu tiên thì nó mang nghĩa là chèo thuyền. Row a boat. Nghĩa thứ hai, các em có thể gặp từ row trong cái cụm đó là in a row. Ví dụ họ ngồi thành một hàng. They are sitting in a row. Họ đang ngồi thành một hàng. Được chưa? Và cái thứ ba, nếu mình gặp cái cụm have a row, thì have a row này thì lại mang nghĩa là họ cãi nhau. Nó tương đương với từ quarrel. Quarrel là cãi nhau. Vậy cho nên là cô muốn các em nhớ hơn cái từ row này, chúng ta có khá nhiều nghĩa. Viết giống nhau. Được chưa? Viết giống nhau. Và chúng ta lại trong từng cái trường hợp thì nghĩa nó lại khác nhau. Đấy. Thì ở đây chúng ta có thể gặp cái từ row a boat, tức là chèo thuyền. Thế còn nếu mà yacht này thì người ta thường hay dùng từ sail. Sail. Đấy ạ. Có bánh lái và họ 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 đi thuyền ấy, được chưa? Đấy, họ lái thuyền ấy, thì dùng từ sail, the yacht. Ok chưa? Đôi khi cái người mà chèo thuyền người ta còn dùng từ paddler. Đây là er là đuôi chỉ người. Paddler tức là những người dùng mái chèo để họ chèo thuyền. Ví dụ như trong các cuộc đua liên quan cuộc đua Olympic chẳng hạn, họ sẽ có những cái trò chơi mà đua thuyền đấy, đúng không? Có thể dùng cái từ này. Paddle hoặc là row. Chúng ta cũng có thể gặp cái từ cái thuyền này nhiều khi nó có thể là nó đậu tại một cái bến tàu, thì bến tàu mình dùng cho cô từ dock. Từ dock là từ bến tàu, đúng chưa? Chúng ta cũng có thể dùng động từ to dock, tức là nó đậu. Nhớ là cái từ này nó phải là bến đậu nhá. Nó là bến cạn ấy để các cái tàu nó đậu lên trên. Ok chưa? Đấy, nó đậu lên trên. Một từ nữa là từ cầu tàu, chúng ta có từ pier hoặc là từ wharf. Hai người này là cầu tàu, các em có biết cầu tàu là gì không? Cầu tàu tức là ví dụ nó có một cái cầu tàu mà nó từ trong đất liền mà nó đi ra giữa của cái hồ đấy. Thế xong rồi là sẽ có những cái thuyền mà nó sẽ dùng dây thừng để nó buộc với cầu tàu đấy. Ok chưa? Đấy thì gọi là pier hoặc là wharf. Thì ví dụ mình dùng dây thừng và mình sẽ thai nó vào. Đó, đúng không? Dùng dây thừng mình buộc cái tàu ấy vào cái cầu tàu này. Được chưa? Thế xong sau đấy thì nó có thể là nó thả dây ra rồi nó đi. Ok chưa? Đôi khi các cái thuyền mà nó đậu ở cái gần bờ ấy thì nó còn có thể là nó còn dùng những dây thừng để nó nối lại với nhau, thì cũng dùng từ tie hoặc là dùng từ link, tức là để nối các cái thuyền, những cái tàu này nó nối lại với nhau ở cùng một cái chỗ đậu đấy. Ok chưa? Một cái động từ nữa cũng rất hay xuất hiện trong phần tranh,
của văn một đó là động từ float, là nổi, lềnh phềnh, đúng không? Ví dụ như các cái thuyền nó nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước thì mình dùng từ float. Ví dụ như là the boat is floating on the water, đúng không? Nổi lên trên mặt nước. Ok chưa? Thế thì chúng ta cũng có thể dùng thêm một cái từ nhỏ, đó là cái từ water's edge. Water's edge. Từ này tức là, từ edge này là rìa, tức là rìa của một cái sông hồ, ao suối gì đấy. Thì water's edge có thể giống như là từ shore, bờ. Hoặc là trong miếng nhiều biển thì có thể là có beach, là bãi biển. Tất cả những cái này đều là bờ, là bờ. Ok chưa? Đấy nhá. Các em cũng có thể dùng cho cô một số những cái động từ. Ví dụ như là bây giờ các em hãy tưởng tượng là chúng ta có một cái cảng, một cái port. Một cái cảng này nó lại nằm ở cái sông đấy, nó nằm ở giữa thành phố. Có cái sông chảy qua giữa thành phố và sẽ có thuyền ở trên đó. Ok chưa? Có nhiều tranh như vậy đó. Ví dụ như là ở Thượng Hải chẳng hạn, thì là chúng ta cũng sẽ thấy là có cái con sông đấy, và hai bên nó sẽ nhìn thấy con sông đấy. Đấy chưa? Sông Hoàng Phố đấy. Thế thì ở đây chúng ta có thể là với cái bức tranh như vậy thì một số những cái tòa nhà, một số cái building ấy, thì nó có thể mô tả là cái building đấy nó nhìn trông ra cái sông này. Ok chưa? Thì nhìn trông ra chúng ta dùng cho câu từ overlook. Overlook tức là cái tòa nhà này nó nhìn, nó trông ra, overlook the water, nhìn trông ra sông hoặc trông ra biển. Ok chưa? Overlook, nhìn trông ra xung quanh cái sông hồ ao suối đấy. Đôi khi nếu mà là con sông ở giữa phố ấy, thì nó cũng có thể có những cái vỉa hè, mà vỉa hè chúng ta học rồi, sidewalk hoặc là pavement, và lại có thể có những cái con người, không phải là ở trên tàu thuyền này, thì có thể là có những người họ đi bộ ở xung quanh cái khu vực đó. Chúng ta vẫn có thể dùng tiếp các động từ như là walk, như là stroll, vân vân, những cái động từ mà mình đã học ở trong các tiết trước rồi. Ok chưa? Đôi khi người ta cũng mô tả cái con sông đó, cái biển đó hoặc là đại dương đó. Thì ví dụ như là biển lặng, người ta có thể dùng câu là, ví dụ mình nói là the water, hoặc là mình nói là the sea is very calm today. Cái từ calm ở đây là biển lặng, yên tĩnh hoặc là lặng. Nhiều khi người ta có thể mô tả cái hành động như vậy. Hoặc là mình có thể nói là một cái gì đấy, đúng không? Nó, một số người ở đấy họ đang ở trên tàu. Ví dụ đôi khi có một số những cái tàu du lịch ấy, có những người họ đang ăn uống ở trên tàu chẳng hạn, thì cũng vẫn được, đúng không? Thì có rất nhiều cách để mô tả cái bức tranh, còn tùy theo cái tranh đấy nó như thế nào. Thì ở đây cô chỉ cho các em một số những cái danh từ và những cái động từ mà nó liên quan đến tàu thuyền. Thế còn cái hành động cụ thể thì nó có rất nhiều cách để mô tả cái bức tranh đấy, và tùy cái tranh đấy nó như thế nào thì mình sẽ có cái cách mô tả phù hợp. Thì chúng ta sẽ phải thiên biến vạn hóa theo cái yêu cầu của đề, được chưa? Đây chỉ là một số những cái gợi ý đối với tàu và thuyền thôi. Thế thì bây giờ cô sẽ mời các em là chúng ta nghe cho cô một bức tranh. Bức tranh này là có một cái tàu lớn và một cái tàu nhỏ, đúng không? Hai cái tàu lớn tàu nhỏ này nó nối với nhau một cái dây thừng. Có cái dây thừng đấy nha, các em nhìn kỹ, có một cái dây thừng. Và chúng ta cũng thấy là có một cái cầu, nó nằm ở phía sau, và xa xa có một cái cầu phía sau. Chúng ta sẽ thử nghe cho cô xem là câu nào là đáp án đúng và câu nào là đáp án sai đối với bức tranh này. Fill in the blanks and mark if the statements are true or false. Number 1. The boat is in the port. Number 2. One of the boats is docked at the pier. Number 3. The rope has linked the boats together. Number 4. The boat is under a bridge. Number 5. One boat is bigger than the other. Câu thứ nhất, the boat is in the port, tức là cái thuyền thì nằm ở trên bến cảng, ở cảng. Cái này là sai, đúng không ạ? Hai cái thuyền này nó đang đi lại ở giữa sông, đúng chưa? Câu số 2, one of the boats is docked at the pier. Một trong những cái thuyền thì đậu ở cái cầu tàu. Đáp án này là đáp án sai, đúng không ạ? Ở đây chúng ta không có cái nào đang đậu cả, mà nó đều đang đi ở sông hồ ao suối gì đấy, đúng không ạ? Câu số 3, the rope has linked the boats together. Cái dây thừng đã nối cái thuyền lại với nhau. Đáp án đúng, đúng không ạ? True. Đáp án này muốn đúng được thì các em phải nhìn được cái dây thừng ở phía trước đó. Đôi khi trong một số bức tranh thì cái tranh là hơi mờ một chút. Các em lưu ý là đi Hitowick thì tranh luôn là tranh đen trắng, chứ không có tranh màu. Luôn là tranh đen trắng. Và tất nhiên là tranh đen trắng thì đen trắng, nhưng mà nó vẫn cứ rõ đủ để mình nhìn thấy. Nhưng mà nhìn thấy hay không thì mình cũng phải dành thời gian mình nhìn kỹ bức tranh. Nhiều bạn bỏ qua chi tiết này thì nhiều khi lại tưởng câu số 3 này đáp án sai. May cho các em là cô đã nói trước với chúng ta rồi. Cái đáp án này nhiều bạn chọn được ngay là đáp án đúng, đúng không ạ? True. Câu số 4, the boat is under a bridge.
đây là một câu sai về vị trí. Có thuyền trong bức tranh và có cầu, bridge. Tuy nhiên, nếu như thuyền ở dưới tàu, cầu thì lại sai. Ok chưa? Đấy, thuyền ở dưới cầu sai, cái này là cầu ở phía xa rồi. Nên nó không hề là cái thuyền nó đang đi ở bên dưới cái cầu là sai. Đấy chưa? Đáp án sai ạ. False. Và câu số 5 ạ. One boat is bigger than the other. Một cái thuyền thì to hơn cái còn lại. Đây, đáp án đúng đúng không ạ? True. Cái lưu ý giúp cô là trong một cái bức tranh của bài Hitchcock thì nhiều khi cái đáp án đúng của mình nó khá là nhạt nhẽo. Ví dụ, cái tranh như vừa rồi các em có thể để ý là có hai cái tàu này, rồi thì có sông này, có cầu ở phía đằng xa này, đúng không? Rồi có dây thừng này nọ. Đáp án đúng nhiều khi lại là một cái tàu này to hơn cái còn lại. Đấy, đáp án đấy có thể đáp án đúng, những đáp án khác lại là đáp án sai. Thì trong cái trường hợp đó chúng ta sẽ thấy là cái đáp án đúng của Hitchcock nhiều khi nó rất là nhạt. Được chưa? Đấy. Thì mình xem là đáp án nó phải là đáp án đúng nhất. Bây giờ cô sẽ mời các em chuyển sang một cái câu mini test. Các em nghe cho cô một cái bài, có một cái bức tranh biển đúng không ạ? Và có những người họ đang đi bộ ở bờ biển này. Đấy, đi bộ ở bờ biển. Xem là đáp án nào là đáp án đúng với bức tranh này. Listen to four statements about the picture and choose the correct answer. A. They're strolling along the shore. B. They're fishing at the water's edge. C. They're swimming in an outdoor pool. D. They're sunbathing on the beach. Chúng ta sẽ cùng chữa các em nhé. Câu này, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. They are strolling along the shore. Họ đang thả bộ dọc theo bãi biển. Đáp án B của chúng ta là they are fishing at the water's edge. Tức là họ đang câu cá. Có thể các em không còn nghe được cái at the water's edge, chỉ cần nghe được động từ fishing là sai luôn. Ở đây họ có đang câu cá đâu, đúng không ạ? Câu cá thì phải có cần câu. They are fishing một cái là sai. Đáp án C, they are swimming gì gì đấy, thậm chí không cần nghe đằng sau. Chúng ta nghe thấy từ swimming cái sai luôn, đúng không ạ? Họ đang bơi. Ở đây chúng ta không thấy họ đang bơi, đúng không ạ? Đáp án D, they are sunbathing on the beach. Sunbathing, chúng ta phải nghe từ này. Sun là mặt trời, bathe là tắm, đúng không ạ? Phải tắm nắng. Họ đang tắm nắng cũng sai. Đương nhiên là đáp án A, đáp án A của chúng ta là đáp án đúng. Thế thì chúng ta vừa được nghe một cái câu mini test liên quan đến sông hồ áo suối, liên quan đến nước, đúng không ạ? Người ta cũng có thể mô tả là họ đang thả bộ dọc theo cái bãi biển này. Đấy là đáp án đúng. Thế nhiều khi không phải lúc nào cũng phải tàu, phải thuyền, phải cảng, đúng không nào? Vậy chúng ta phải kết hợp toàn bộ kiến thức mà mình đã học lại thì để chúng ta sẵn sàng cho từng cái câu hỏi của Hitchcock. Nó có rất nhiều cách để mô tả một bức tranh và đúng hay sai là do mình phải nghe và mình phải phân tích, mình phải phán đoán. Thì bây giờ cô sẽ tiếp tục gửi đến các em một cái chủ đề nữa cũng rất quen thuộc đối với tranh của part 1. Đó là một người thuyết trình.